da mặt bác sĩ nhà em peel da và làm meso mọi người ạ. Lý do tại sao anh lại peel da? Vì da nó sạm. Sạm do thời gian di chuyển nhiều, anh đi chạy Hạ Long bị đen bị cháy đúng không? Cháy. Và bác sĩ nhà em cũng peel da nhá, peel da và meso để cho da nó phục hồi trắng sáng và nó căng bóng, xe lỗ chân lông, trị sẹo. Đây là công nghệ của meso và peel cùng một buổi luôn. Và da có sự thay đổi rõ rệt luôn, trắng hơn nhé. Đó. Những cái dịch vụ tốt nhất thì chúng em mới có thể làm chọn làm trên mặt mình. Nên là mọi người cứ tin tưởng dịch vụ VIP này nhé. VIP nhất hiện nay trong ngành làm đẹp là peel và meso mọi người nhé. Không hề đau đúng không anh? Không, không hề đau. Đấy. Mặt mộc luôn mọi người ạ, mặt mộc luôn. Và hôm nay là ngày peel thứ mấy? Ngày peel thứ tư. Tư, từ lúc bắt đầu làm mà nó hơi mốc nhẹ thôi. Và sợ và kiểu khi anh làm xong nó không bị đỏ đúng không? Không đỏ. Như bình thường luôn, không đau đúng không? Và nó cứ mốc mốc nhẹ như da chết thôi. Còn bình thường tự thay như này là không có này. Da mình không tự thay được cái da chết. Và da đang căng mọng lên đúng không anh? Hồng lên, căng. Anh thích không? Thích không? Thích chứ. Ok, cảm ơn anh.